Anh ơi, cảm ơn anh đã tin tưởng nha. Chưa gửi cây mà anh đã chuyển tiền đầy đủ. Đối với những khách hàng mà tin tưởng nhà vườn ạ, thì em luôn luôn phải phục vụ với một thái độ tốt hơn nữa. Đây là hai cái cây em chọn từ vườn mang về để bọc cho anh ạ. Cây rất là đẹp luôn. Cái cây này cao khoảng tầm chắc là phải đến được 1m2 đấy ạ. Gốc to đẹp lắm ạ. Đặc biệt là các cái bộ rễ, anh nhìn thấy rễ đẹp không ạ? Đó, gốc rất là đẹp. Em hy vọng rằng là sau khi nhận được cây thì anh hài lòng. Lần sau mua các cây, cái cây hoa gì khác nữa thì anh lại ủng hộ giúp cho em. Cái đỗ quyên này có 6 màu hoa tất cả nhá. Cái khi mà nó chưa ra hoa như thế này thì rất là khó để phân biệt màu màu hoa. Nhưng mà em cố gắng em chọn hai cái màu lá khác nhau, anh nhìn thấy, thì để cho anh ra được hai cái cây đỗ quyên có hai màu khác nhau ạ. Nhận được cây thì anh thông tin lại giúp em nhá. Cảm ơn anh ạ.